chào mừng quý khách đã được mời đến tham gia con tàu Aegis. Mong mọi người có một chuyến đi và trải nghiệm cùng các thủy thủ đoàn. Cái gì vậy? Một cánh tay sao? Không thể nào trùng hợp đến vậy. Có lẽ hung thủ cần vân tay của nạn nhân. Rốt cuộc mục đích của hắn ta là gì chứ? Báo động đỏ, toàn bộ hệ thống đã bị chiếm rồi. Thị trưởng, có ai đó xâm nhập mạng lưới và sử dụng vũ khí trên tàu. Đến lúc rồi. Chỉ còn vài giờ nữa, sự sợ qua đảo này sẽ không còn trên bản đồ nữa. Bằng mọi giá phải tìm ra thủ phạm trước khi cả Nhật Bản này chìm trong đại dương mất. Đi đi. Thám tử lừng danh Conan, con mắt bí ẩn ngoài biển xa, phát sóng lúc 11 giờ, phát lại lúc 19:55 chủ nhật ngày 26 tháng 3 trên HTV3.